Vị pháp chủ trong đạo Phật mà làm sai, không hoàn thành nhiệm vụ thì hậu quả thế nào? Ở thế gian này có nhiều người được gọi là Phật sống. Vậy Phật chết là ai? Quy trình để một Phật tánh trở thành Phật như thế nào? Quý vị không nên từ chối và im lặng né tránh. Vị nào mà làm như thế thì tốt nhất hãy làm đơn xin rút ra khỏi Ban Hoằng Pháp Trung ương một cách lặng lẽ. Nếu quý vị thấy có câu nào hơi khó mà không biết tìm đáp án ở đâu thì xin mách cho quý vị chỗ để tìm. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Đơn kiến nghị về việc đề nghị Ban Hoằng Pháp Trung ương Hội Đạo Phật Việt Nam trả lời 98 câu hỏi về Đạo Phật. Kính gửi Ban Hoằng Pháp Trung ương Hội Đạo Phật Việt Nam. Chúng tôi là tập thể nhân dân làm chủ quốc gia theo sự phân công của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện theo chủ trương Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, chính quyền là công bọc của dân, sống thượng tôn luật pháp, thực hiện các quyền dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Ngày 25 tháng 2 năm 2023, Ban Hoằng Pháp Trung ương Hội Đạo Phật được công bố quyết định và ra mắt nhân sự với 98 thành viên, đại diện cho gần 55.000 tăng ni trong cả nước, để có tên trong danh sách của Ban Hoằng Pháp Trung ương là vinh dự to lớn. Nhân dân chúng tôi xin chúc mừng quý vị. Quý vị là những hạt giống ưu tú trong vườn ươm của Như Lai, thì quý vị chắc hẳn phải hiểu rõ, toàn năng là Đức Phật có thể làm được tất cả. Toàn giác là Đức Phật có thể biết tất cả. Đức Phật, bậc toàn năng toàn giác, có hiểu biết trùm khắp càn khôn vũ trụ, thì ít ra 98 quý vị ưu tú trong Ban Hoằng Pháp Trung ương cũng phải biết ít nhất 1/10. Vì sao chúng tôi dám khẳng định quý vị có thể biết được đến 1/10 hiểu biết của Đức Phật? Vì quý vị đã xưng mình là Thầy, nhận lời xưng tụng là Thầy từ bá tánh, thì quý vị hẳn phải xứng đáng với danh hiệu đó. Trong khi thời còn tại thế, chưa bao giờ Đức Phật tự xưng mình là Thầy với bất cứ ai, dù rằng Ngài có danh hiệu là Thiên Nhân Sư, Thầy của cả trời và người. Ngày nay, đệ tử của Đức Phật xưng mình là Thầy với cả thế giới, thì không thể nào dở tệ hơn bổn sư của mình được. Có đúng vậy không, thưa quý Thầy? Vì thế, nhân dịp Ban Hoằng Pháp công bố quyết định và ra mắt nhân sự gồm 98 vị, nhân dân chúng tôi có 98 câu hỏi dành cho các vị. Đây cũng là hoạt động Hoằng Pháp đúng với nhiệm vụ, mục đích ra đời của ban này, chứ không phải nhân dân chúng tôi làm khó dễ gì quý vị. Cho nên, quý vị không nên từ chối và im lặng né tránh. Vị nào mà làm như thế thì tốt nhất hãy làm đơn xin rút ra khỏi Ban Hoằng Pháp Trung ương một cách lặng lẽ. Số lượng câu hỏi không nhiều, chỉ có 98 câu. Tuy nhiên, để tránh việc cùng là đệ tử Như Lai mà mỗi vị trả lời mỗi khác, không ai giống ai và thiếu tính khoa học thực chứng, nên nhân dân chúng tôi xin đưa ra thời hạn là 3 tháng kể từ ngày gửi câu hỏi để quý vị hoàn tất đáp án. Mong quý tăng ni dành chút thời gian quý báu trả lời cho nhân dân chúng tôi biết
Mỗi vị có thể trả lời một câu hoặc nhiều câu tùy ý. Vị nào trả lời câu nào xin ghi rõ họ tên để thuận tiện cho việc chúng tôi tìm đến để học hỏi thêm và tri ân quý vị. Sau đây là 98 câu hỏi của nhân dân chúng tôi chia thành nhiều nhóm chủ đề, cụ thể như sau. Phần 1. Hỏi về càn khôn vũ trụ. 1. Càn khôn vũ trụ có gì trong đó? 2. Có bao nhiêu loài trong càn khôn vũ trụ? 3. Chức năng, nhiệm vụ từng loài. 4. Các loài đó sinh ra từ đâu? 5. Con người có thể đi khắp trong càn khôn vũ trụ không? 6. Nếu không thì ai có thể đi khắp trong càn khôn vũ trụ? 7. Đi bằng cách nào? 8. Đi để làm gì? Phần 2. Hỏi về Phật tánh. 9. Phật tánh có từ đâu? 10. Số lượng Phật tánh có bao nhiêu? 11. Sao gọi là Phật tánh? 12. Cấu tạo của Phật tánh. 13. Có bao nhiêu loại Phật tánh? 14. Tại sao nói con người ai cũng có Phật tánh? 15. Phật tánh muốn thành Phật phải làm sao? 16. Ngoài thành Phật, Phật tánh còn có thể thành cái gì? 17. Quy trình để một Phật tánh trở thành Phật như thế nào? Phần 3. Hỏi về tam giới. 18. Tam giới là gì? 19. Cấu tạo của một tam giới. 20. Quy tắc sống của từng vùng trong tam giới. 21. Có bao nhiêu loài sống trong tam giới? 22. Các loài này sinh ra từ đâu? 23. Loài nào được hình thành đầu tiên? 24. Loài đầu tiên này hình thành như thế nào? 25. Cái gọi là đấng tạo hóa thực chất có hay là không? 26. Nếu có thì đó là ai? 27. Vị này sinh ra từ đâu? 28. Tạo ra cái gì, hóa ra từ đâu mà được gọi là đấng tạo hóa? 29. Sự hình thành của các hành tinh trong tam giới. 30. Mặt trời tồn tại bao lâu? 31. Mặt trời tồn tại bằng cách nào? 32. Điều gì để một tam giới tồn tại vĩnh viễn? Phần 4. Hỏi về trái đất. 33. Trái đất cấu tạo bằng gì? 34. Chức năng của mỗi thành phần tạo nên trái đất. 35. Quá trình hình thành một trái đất mất bao nhiêu năm? 36. Tuổi thọ của một trái đất là bao nhiêu năm? 37. Tại sao trái đất có hình tròn? 38. Tại sao trái đất tự quay được? 39. Tại sao trái đất có lúc quay nhanh, có lúc quay chậm? 40. Tại sao trái đất quay quanh mặt trời? 41. Tại sao trái đất quay quanh mặt trời theo quỹ đạo elip? 42. Tại sao ở trái đất lại có nhân quả? 43. Cái gọi là nhân quả ở trái đất thực chất là gì? 44. Chức năng của mỗi lớp tạo nên trái đất. 45. Chu kỳ thành trụ hoại diệt của trái đất diễn ra như thế nào? 46. Trái đất có vai trò gì trong tam giới? 47. Trái đất có chức năng gì trong tam giới? Phần 5. Hỏi về các loài ở trái đất. 48. Trái đất có bao nhiêu loài? 49. Chức năng nhiệm vụ từng loài. 50. Loài người đóng vai trò gì? 51. Loài nào làm chủ trái đất? 52. Quyền làm chủ này thể hiện như thế nào? 53. Loài nào quản lý trái đất? 54. Số lượng của loài nhận nhiệm vụ quản lý trái đất. 55. Chức năng nhiệm vụ của loài đứng ra quản lý trái đất. 56. Có bao nhiêu quy lực sống ở trái đất này? 57. Cái gì tạo ra các quy lực đó? 58. Quy lực nào là cốt lõi của trái đất? 59. Nếu vi phạm quy lực này thì sẽ như thế nào? Phần 6. Hỏi về quy tắc lập đạo ở trái đất. 60. Các đạo trên trái đất này tại sao lại có? 61. Các thời kỳ lập đạo ở trái đất. 62.
vì sao phải tuân thủ theo quy trình từng thời kỳ lập đạo? 63. Ai là người đủ tư cách để lập đạo ở trái đất? 64. Có bao nhiêu đạo ở trái đất? 65. Công thức lập đạo như thế nào? 66. Công thức tu của mỗi đạo ra sao? 67. Mỗi vị giáo chủ lập ra mỗi đạo là ai? 68. Mỗi đạo tu để thành cái gì? 69. Mỗi đạo tu để thành cái gì có thực tế không? 70. Đạo nào được lập, đạo nào không được lập? 71. Đạo không được lập mà cố tình lập thì hậu quả thế nào? 72. Riêng đạo Phật công thức lập đạo ra sao? 73. Đạo Phật lập ra để làm gì? 74. Trong đạo Phật giáo chủ là ai? 75. Trong đạo Phật pháp chủ là ai? 76. Vị pháp chủ trong đạo Phật mà làm sai, không hoàn thành nhiệm vụ thì hậu quả thế nào? Phần 7. Hỏi về Đức Phật. 77. Đức Phật Thích Ca là ai trong trái đất này? 78. Trước khi thành Phật, Ngài trải qua những gì? 79. Trước khi thành Phật, Ngài là ai? Sống ở đâu? 80. Tại sao phải sống ở đó trước khi thành Phật? 81. Thành Phật là thành cái gì? 82. Bằng cách nào mà Ngài thành Phật? 83. Sau khi thành Phật, Ngài làm gì? 84. Một vị Phật muốn nhập vào thai mẹ phải bằng cách nào? 85. Một vị Phật muốn tồn tại trong thai mẹ phải làm sao? 86. Lý do sau khi vị Phật sinh ra, người mẹ phải chết. 87. Sự kiện Đức Phật sinh ra đi trên 7 bông sen có thật hay không? 88. Nếu có thì tại sao và để làm gì? 89. Câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn nghĩa là gì? 90. Trước khi xuất gia, Đức Phật phải chuẩn bị những gì? 91. Đức Phật tuyên bố đã thành đạo hay đã thành Phật? 92. Giữa việc tuyên bố đã thành đạo và đã thành Phật khác nhau như thế nào? 93. Tại sao Đức Phật phải mất 6 năm trước khi chính thức xưng mình là Như Lai? 94. Đức Phật dạy bao nhiêu pháp môn? 95. Công thức của từng pháp môn. 96. Thành tựu của mỗi pháp môn. 97. Đức Phật lập ra nhiều pháp môn để làm gì? 98. Ở thế gian này có nhiều người được gọi là Phật sống. Vậy Phật chết là ai? Kính thưa quý thầy Tăng, quý thầy Ni, trong ban Hoằng Pháp Trung ương, trên đây là 98 câu hỏi dành cho 98 vị trong ban Hoằng Pháp. Nếu quý vị thấy câu hỏi quá dễ và có hứng thú để trả lời tiếp, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi 98 câu hỏi khác cho quý vị. Sau khi có đáp án, chúng tôi sẽ phát rộng rãi trên không gian mạng để cho toàn thể nhân loại được tiếp cận với tri kiến Phật của quý vị. Đây là thời kỳ văn minh, nhân loại phát triển với tốc độ tên lửa, nên tất cả đáp án xin quý vị phải trả lời một cách logic, thuận lý, theo khoa học, không câu nào được mâu thuẫn với nhau. Nếu quý vị thấy có câu nào hơi khó mà không biết tìm đáp án ở đâu, thì xin mách cho quý vị chỗ để tìm. Quý vị cứ tìm trong giáo lý đạo Phật, đáp án đều nằm ở đó. Đặc biệt nhất là giáo lý của pháp môn đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam. 100% đáp án, không những của 98 câu mà còn nhiều hơn thế, đều nằm trong đó. Kính chúc quý thầy Tăng, quý thầy Ni trong ban Hoằng Pháp Trung ương Hội Đạo Phật Việt Nam được nhiều sức khỏe và mong rằng quý vị sẽ gửi đáp án về cho nhân dân chúng tôi trong thời gian sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào. Tập thể nhân dân làm chủ quốc gia theo sự phân công của Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ký tên.
nơi nhận như trên. Ban trị sự Hội Đạo Phật Việt Nam để biết. Ban chứng minh Hội Đạo Phật Việt Nam để biết. Ban tôn giáo chính phủ để báo cáo.